chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Từ 57 tuổi trở đi, thời đến tiền về, đổi giận giàu sang, tiền vàng rủng rỉnh, hưởng phúc đến hết đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi tại sao mình cố gắng chăm chỉ như vậy mà qua nửa đời người vẫn chưa một ngày thảnh thơi? Đã vậy, mỗi ngày đi làm còn bị đồng nghiệp chèn ép, khi về già cũng chẳng yên thân, con cái thì tranh nhau giành miếng đất, căn nhà, chỉ muốn mình nhận phần hơn, hay như khi sắp đạt được những thứ mà mình mong muốn thì trăm điều trái ngang đổ xuống đầu, cuối cùng thì lại sôi hỏng bỏng, không khiến cô bác vô cùng tuyệt vọng và buồn bực. Tuy nhiên, sông có khúc, người có lúc, cuộc đời vốn dĩ có lúc thăng lúc trầm, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Chỉ cần cô bác không nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng thì nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn mà thành công. Đặc biệt, thời điểm dưới đây sẽ là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Mậu Thân. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề trong vận trình của mình thì sẽ bị gặp hạn triền miên. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu từ 57 tuổi trở đi, tuổi Mậu Thân biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì sẽ có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nói đến đây, sẽ có nhiều cô bác Mậu Thân vẫn còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh Thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may là người hiền lành, có trí học hành, thông minh, năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ, họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa, nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm. Họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận, vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn, họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ. Luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ,
nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán, kiên trì tới cùng, bởi vậy nên lỡ mất nhiều cơn may phát tài. Tự tôn, tự ái cao, tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp, phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn đầy đủ mà được chăng hay chớ, thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh, tài trí của họ thường thể hiện rõ nét trong quá trình học tập. Họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội, vì thế họ luôn cần cù, hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ, chuyên tâm. Nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Theo tử vi trọn đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc. Họ là một người chăm chỉ, cẩn thận, vì thế sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân là người thông minh thanh tú, hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo, cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ. Họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao. Họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt, nếu ai đắc tội với họ thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn nhưng được thịnh vượng, gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều điều tốt, tích nhiều phúc đức thì từ khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa, đỉnh đạt, do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ. Họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhiều giả người khác, vì thế có khi phải sống trong cảnh khó khăn, khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải. Thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được, vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí, dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường, bền trí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi trên từng phương diện trong cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 từ 57 tuổi trở đi. Mậu Thân có số phận khá, ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người, kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài không thiếu. Đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ, là người có tài tổ chức các đoàn thể, nghiệp đoàn, có người thăng tiến, trở thành chính khách, nguyên thủ, chỉ nhân. Đối với thương trường, khi đầu tư phải có quyền quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ kỳ vọng đạt được mục đích. Trong thương trường, cần loại bỏ các nhược điểm, cần khiêm tốn, không nên danh giáo tự đắc, bỏ bớt lòng ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ với người đời, phải thành thật với đồng nghiệp, mọi việc khi làm phải nghiên cứu sâu sắc, tỉ mỉ, không được cưỡi ngựa xem qua, dễ thất bại, cần phải khắc phục tính cẩu thả và xây dựng một bản lĩnh nghị lực. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối với Mậu Thân phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn. Chú ý, kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Số đông người tuổi Mậu Thân có bất động sản, nhà cửa, đất đai, song hầu hết cuộc đời đều phải trải qua vất vả, thăng trầm mới thành đạt. Nam mệnh tuổi Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, đó là tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc.
Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Mậu Thân nam mệnh không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc, đó là tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì nam mệnh Mậu Thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Nữ mệnh Mậu Thân tuổi hợp làm ăn. Nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Quý Sửu, Quý Mão và Kỷ Dậu để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mệnh Mậu Thân không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi xung khắc sau, Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với 2 tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, có được thành công dễ chuốc lấy thất bại, hay tình duyên gian dở, không được lâu bền. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì nữ mệnh Mậu Thân nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, may mắn thu được nhiều kết quả vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 từ 57 tuổi trở đi, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Mậu Thân chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo gạo tiền. Bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so sánh thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụm được cũng không có nhiều, mỗi khi tiền dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn, dùng tay quá tráng. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Mậu Thân đã có số dượng tài. Đặc biệt, từ 57 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có mạnh tài bất ngờ. Mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, nếu chưa sắp xếp được thời gian, vì khi dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn giai đoạn này có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm là đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, mệnh chủ vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 từ 57 tuổi trở đi. Tuổi Mậu Thân là người tự tin trong giao tiếp, bởi vậy mà Mậu Thân có thể tạo được ấn tượng mạnh đối với đối phương ngay từ những ngày lần đầu gặp gỡ. Cũng bởi được nhiều người chú ý mà mệnh chủ có nhiều sự lựa chọn cho mình. Trong tình yêu cũng rất vui nhộn và hài hước, họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú, bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng đơn phương một ai đó. Thế nhưng, những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, họ sẽ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu, tình yêu của họ nồng cháy mãnh liệt như những ngọn lửa đỏ rực, nhưng theo thời gian, ngọn lửa ấy dần phai tàn, nguội lạnh và bị dập tắt. Tuổi Mậu Thân phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách thì mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thật sự trong cuộc đời mình. Đàn ông tuổi Mậu Thân khát khao được yêu và trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ,
thú vị của tình yêu. Nhưng anh chàng này lại có tính cả thèm chóng chán, vừa hôm qua vẫn mặn nồng tình cảm mà nay bỗng trở thành con người lạnh lùng. Phụ nữ tuổi Mậu Thân thì xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, họ không vì thế mà bừa bãi xây dựng một mối quan hệ thân thiết với ai đó trong tình yêu. Đôi khi cô nàng tuổi Mậu Thân có những yêu cầu quá cao, khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân, gia đình trở nên hạnh phúc nếu như khéo léo biết cách diễn hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, thì nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Người tuổi Mậu Thân không mấy may mắn trong chuyện tình cảm. Họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự. Khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, thì sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nữ mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Những ai sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 11 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Nam mệnh Mậu Thân chuyện nhân duyên được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4, tháng 8 và tháng 9, tháng 12 âm lịch có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những ai sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi thì mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những nam mệnh Mậu Thân được hạ sinh vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 từ 57 tuổi trở đi. Trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế lớn thế nào cũng vô cùng vô tác dụng. Người tuổi Mậu Thân sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của mình để giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo ngay bây giờ sẽ là phần luận vận mệnh theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, cụ thể như sau. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng, nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Đây là người có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, đa phần người này dễ làm nên thành công gian dội, địa linh, nhân kiệt, người này hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, người này có số mệnh phú quý, giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Người này tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay đều là do chính mình làm nên,
họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí, nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết lập hạ, những chú khỉ sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn tàm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Người này sẽ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Người này biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền, không loạn. Khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại trần trừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời người này có vận mệnh lành nhiều, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người này học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm, khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Cuộc sống khá vất vả, từ năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu. Người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên mọi sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, người này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết thưởng thức. Cuộc sống dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế, chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào thiết lập đông, người này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc,
có phú quý, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể để thoải mái theo đuổi những gì mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút âu sầu. Vận mệnh khá tốt, vũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh tuổi Mậu Thân 1968 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người, hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách. Tiếp theo sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Tý. Đây là năm thích hợp để người làm ăn kinh doanh gây dựng sự nghiệp, nhiều cơ hội ập đến giúp mệnh chủ gặt hái được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong năm vẫn không tránh khỏi họa thị phi, vì thế, hành sự cần thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Nếu có ý định khởi nghiệp thì mệnh chủ sẽ được quý nhân giúp đỡ. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Sửu. Năm này cho thấy rằng, trong năm có thiên hỷ các tinh soi chiếu, mệnh chủ nên đi xa làm ăn, như vậy sẽ gặp được nhiều cơ hội. Nửa đầu năm có một vài sự cố nhỏ xảy ra nhưng không quá đáng ngại, đến cuối năm có thể đổ bệnh cần tốn tiền chữa trị. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Dần. Năm này nửa hung nửa cát, vận trình thiếu ổn định, sự nghiệp lên xuống thất thường, chuyện hôn nhân cũng có nhiều mâu thuẫn, bất hòa. Nhiều áp lực đổ xuống có thể khiến mệnh chủ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, vì thế nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tâm sự với người đáng tin cậy để tinh thần được nhẹ nhõm. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Mão. Nhờ có các tinh đem tới nhiều cải thiện trong vận trình của quý mệnh chủ, nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh xuất hiện, tuy khó khăn vẫn không tránh khỏi. Song đây cũng là cơ hội để nhận ra điểm mạnh của mình, kết giao được với những bạn bè cùng chung hoạn nạn, trong năm chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Thìn. Trong năm này gặp nhiều thuận lợi trong vận trình, đặc biệt đường tài lộc có điểm sáng đáng kể. Có thể những cố gắng trong suốt thời gian qua đã giúp mệnh chủ thu hoạch được trái ngọt, người tham gia thi cử theo đuổi con đường học vấn cũng sẽ gặt hái được thành tích cao. Có điều, con giáp này cần thận trọng khi kết bạn, tránh để kẻ tiểu nhân lừa gạt. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Tỵ. Năm này mệnh chủ cần hết sức lưu ý tình hình sức khỏe trong năm này, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay. Chớ kéo dài khiến bệnh tình ngày càng trở nặng, cần coi trọng sức khỏe hơn sự nghiệp hay tiền bạc. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Ngọ. Vận trình của mệnh chủ thuận lợi hơn nhiều, trong gia đình có nhiều hỷ sự, đặc biệt phương diện đầu tư có nhiều khởi sắc. Mệnh chủ có thể đánh giá tình hình chuẩn xác và đưa ra những quyết định đúng đắn để rút tiền đồ về trong túi. Những người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ cũng sẽ có tiền đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Mùi. Trong năm này, mệnh chủ gặt hái được thành tích trong sự nghiệp, đầu tư cũng đem lại ít nhiều thành quả đáng mừng. Có điều con giáp này vẫn cần phải cẩn thận với kẻ xấu. Chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ bên ngoài,
cần kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi bỏ tiền đầu tư, mua sắm, chớ để kẻ xấu lừa gạt trắng tay. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Thân. Năm này đào hoa của mệnh chủ khởi sắc, song cũng cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh để mình rơi vào cảnh thị phi. Tiền bạc cũng cần có cách chi hoặc đầu tư hợp lý, tránh tiêu xài theo sở thích cá nhân kẻo luôn luôn cháy túi. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh giặt giảnh. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Dậu. Nhờ có các tinh thái dương đem tới nhiều điều may mắn bất ngờ, mệnh chủ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt thu được tiền bạc dồi dào, khẳng định được vị thế trong tập thể cũng như trên thương trường. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công đến mấy thì mệnh chủ cũng cần chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá độ. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Tuất. Năm này mệnh chủ sẽ phải cực kỳ cố gắng làm việc, đặc biệt là khi muốn bắt tay vào công việc sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế, làm việc gì thì cũng cần phải để tâm cẩn thận, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Hợi. Năm này khó tránh khỏi chuyện kiện cáo trốn quan trường, quả phá tài cũng luôn rình rập. Vì thế đề nghị mệnh chủ làm việc gì cũng cẩn thận trọng. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, đặc biệt dễ mắc các bệnh đau đầu, nên chú ý sinh hoạt điều độ. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.